xin kính chào quý vị và các bạn. À, ngày hôm nay tôi rất vinh dự được à, trình bày một chuyên đề trong chuỗi à, chuyên đề hợp đồng, đó là các vi phạm hợp đồng thường gặp và chế tài à, xử lý. Cái tình huống khởi động đầu tiên mà tôi muốn trình bày khi mà dẫn nhập cho chuyên đề ngày hôm nay đó là tình huống doanh nghiệp Việt Nam mất hơn 1 triệu đô la Mỹ vì để mua giàn lạnh made in Malaysia mà không sử dụng được. Ở đây thì có thể cập tới vi phạm của một bên trong hợp đồng đó là bên bán. Thì bên bán đã giao hàng không phù hợp với hợp đồng mặc dù hợp đồng trong hợp đồng có ghi rõ là cái thiết bị của giàn lạnh đó thì các linh kiện phải made in Malaysia Tuy nhiên, khi mà bên mua nhận hàng tại cảng Hải Phòng để đưa về kho của mình để chuẩn bị sử dụng thì mới phát hiện ra là hàng hóa đó không đồng bộ và bên bán đã giao cho bên mua những cái thiết bị lắp lẫn thì trong đó có rất nhiều thiết bị made in China, made in Mexico và có những thiết bị không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ thì đấy là một cái ví dụ điển hình để cho thấy là trong các cái hợp đồng thương mại thì có cái hoạt động có sự vi phạm của các bên. Như vậy thì tôi muốn đề cập với chúng ta đầu tiên là chúng ta nhận diện về các cái yếu tố có thể vi phạm trong hợp đồng thương mại và sau đó thì chúng ta sẽ nhận dạng các loại vi phạm hợp đồng thương mại và chế tài pháp lý khi mà xử xử lý nó như thế nào. Đầu tiên là các cái yếu tố trong hợp đồng thương mại bao gồm qua yếu tố là chúng ta quan tâm tới là yếu tố chủ thể giao kết hợp đồng yếu tố thứ hai là mục đích của hợp đồng và yếu tố thứ ba là hình thức của hợp đồng đây là ba yếu tố mà thông thường sẽ có những cái vi phạm ví dụ như về mặt chủ thể thì thông thường một cái hợp đồng thương mại nó phải được thực hiện bởi các thương nhân và các chủ thể khác và các thương nhân này thì phải có cái tư cách pháp lý để giao kết hợp đồng như vậy khi một bên lẽ ra phải có tư cách pháp lý đương nhiên mà họ lại không có cái 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 ủy quyền hợp lệ và họ cũng không phải đại đại diện đại diện đương nhiên thì nó cũng làm cho hợp đồng đó bị vi phạm. Cái yếu tố thứ hai là yếu tố mục đích thì thông thường các cái các cái các bên hướng tới khi giao kết hợp đồng thương mại thông thường phải là cái mục đích mà nó phù hợp với quy định pháp luật và vì vậy cho nên có những cái trường hợp mà các bên giao kết nhưng mà hàng hóa không phù hợp với quy định pháp luật thì cũng làm được coi là một cái sự vi phạm. Một yếu tố khác đó là hình thức. Có những loại hợp đồng thì buộc phải giao kết bằng văn bản. Ví dụ như là hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất hoặc là tạm xuất tái nhập hoặc chuyển chuyển khẩu. À, mà những trường hợp đó các bên lại không thể hiện bằng văn bản thì nó cũng làm cho cái hợp đồng đó bị vi phạm về mặt hình thức. Thông thường khi chúng ta đề cập tới các cái vi phạm về hợp đồng thì chúng ta hay đặt ra những câu hỏi đó là ai vi phạm, à, vi phạm những quy định nào của pháp luật và cái trường hợp điển hình cái sự vi phạm đó trong những cái loại điều khoản nào. Thế thì tôi cũng đã đề cập với chúng ta về chủ thể thì vi phạm ở đây có thể là bên bán, có thể là bên mua, bên cung ứng dịch vụ, bên tiếp nhận dịch vụ hoặc là bên thứ ba, chẳng hạn như bên vận chuyển, bên bảo hiểm hay là ngân hàng. Vậy thì những cái điều khoản nào mà các bên hay vi phạm nhất? Thì thông thường ngoài cái vi phạm về chủ thể thì các vi phạm về điều khoản về hợp đồng thì chúng ta thường thấy rõ nhất À, chúng tôi trong thực tiễn xét xử tại trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam thì thấy rằng là phần lớn các cái vi phạm mà được xét xử tại trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam là các vi phạm liên quan tới đối tượng của hợp đồng và chất lượng của hàng hóa hoặc là dịch vụ. À, cái tình huống dẫn nhập đầu tiên mà tôi cung cấp cho chúng ta đó là vi phạm về mặt à, chất lượng và tính đồng bộ của hàng hóa và cái sự vi phạm đó nó dẫn tới việc làm cho bên mua bị thất bị mất hơn một triệu đô la Mỹ mà cái mục đích của mình để trang bị dàn lạnh cho bệnh viện quốc tế lại không đạt được. Một cái uh, tình huống dẫn nhập thứ hai mà tôi cũng muốn đề cập với chúng ta đó là tình huống có liên quan đến việc nhập bột ngô và bột mì. Uh, chúng tôi cũng nhận được yêu cầu tư vấn của một doanh nghiệp uh, sản xuất thức ăn gia gia súc uh, khi mà nhập khẩu uh, bột từ Trung Quốc thì họ đã bị đánh cháo giữa bột ngô và bột mì và cũng cái chủ thể này thì có một cái hợp đồng khác là họ đã bị bên bán vi phạm bởi vì là họ đã ký hợp đồng mua bột ngô nhưng mà họ lại khi mà nhận hàng thì họ được giao là bã ngô. Và đây cũng là một trong những cái vi phạm của bên bán. Trên thực tế thì trong trường hợp này bên bán vi phạm về chất lượng thì không nghi ngờ gì rồi, nhưng mà bên mua cũng có sự vi phạm bởi vì nếu mà áp dụng luật thương mại Việt Nam thì điều 44 của luật thương mại có quy định là bên mua cần phải có những cái động thái để kiểm tra hàng hóa trước khi hàng được giao lên tàu. Thì trong trường hợp này nếu như bên mua ủy quyền cho bên thứ ba, ví dụ như là một công ty giám định mà kiểm tra cái chất lượng hàng đó là bột ngô thì ngay từ đầu phát hiện là bã ngô thì đã tránh được cái rủi ro đó là nhập cái bã ngô về thì mới biết đó là bã ngô. Và đương nhiên chúng ta hiểu rằng là bã ngô thì cái giá trị sử dụng nó không đáng bao nhiêu cả so với bột ngô bởi vì bã ngô thì cùng lắm chỉ có thể làm thức ăn gia súc mà không thể chế biến các cái sản phẩm phục vụ cho à, có cái giá trị gia tăng được. Đó. Thì thông thường đó là những cái vi phạm mà chúng ta thường gặp. Trên thực tế thì cũng có những cái loại vi phạm khác à, có liên quan đến việc không thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện không đầy đủ. À, thông thường cái việc không thực hiện hợp đồng nó diễn ra không chỉ là là cái lỗi của bên bán cái vi phạm bên bán mà nó còn có thể là vi phạm của bên mua. À, có những cái trường hợp mà chúng tôi xử lý ở trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam thì thấy rất là rõ là do giá cả của cái hàng hóa đó là phân đạo nó đã thay đổi từ thời điểm giao kết hợp đồng đến giai đoạn thực hiện hợp đồng cho nên à, người mua lẽ ra à, phải bố trí phương tiện tại cảng Hải Phòng để à, nhận giao hàng à, do người bán Việt Nam cung cấp nhưng mà khi người bán đã chuẩn bị sẵn sàng thì người mua không thấy đâu cả. Như vậy thì uh, do giá uh, lúc đó giá hàng biến động quá lớn mà nếu người mua mà lại thực hiện cái hợp đồng đó thì người mua sẽ rất, lỗ rất lớn và có nguy cơ phải phá sản. Và một trong những cái lý do để người mua vi phạm hợp đồng đó là người mua uh, không thực hiện hợp đồng hay chúng ta còn gọi đó là 36 trước thì trước chuồn là trước mà người mua đã thực hiện. Thì đấy cũng là những hành, hành vi vi phạm điển hình. Trên thực tế thì còn có rất nhiều các hành vi khác mà chúng ta thường gặp. Ví dụ như là uh, người mua không thanh toán hoặc người mua đã nhận hàng nhưng mà thanh toán một phần hoặc là không thanh toán hoặc là người mua nhận hàng trễ dẫn tới những cái thiệt hại cho người bán và những cái uh, cái vi phạm khác uh, những cái vi phạm thường gặp trong hợp đồng thì chúng ta có thể thấy được là thông thường là do ý muốn chủ quan của các bên nhưng mà tuy nhiên trên thực tế cũng có rất nhiều cái yếu tố khách quan ví dụ những những cái điều kiện không thuận lợi về mặt giá cả về mặt thời tiết hay là là liên quan tới bên thứ ba. Nhưng mà uh, chúng ta có thể chia làm hai loại đó là những vi phạm do các bên có chủ ý vi phạm và những cái vi phạm do các, các bên có lỗi do khách quan hoặc là do lỗi của bên thứ ba. Nhưng dù là vi phạm thì nó vẫn là vi phạm, tức là các bên đã có cái cái uh, động thái hoặc những cái hành vi mà mà không đúng hoặc là không phù hợp với các thỏa thuận mà mình đã giao kết trong hợp đồng. Do vậy, vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta xử lý các cái vi phạm đó như thế nào? À, trên thực tế thì à, pháp luật của Việt Nam nếu như đó là hợp đồng thương mại thì luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quy định tại từ điều 292 của luật thương mại năm 2005. Theo đó thì có 6 loại chế tài áp dụng đối với hành vi vi phạm. Ở đây chúng tôi phân chia ra làm hai nhóm khác nhau. Đó là cái loại chế tài dành cho những hành vi vi phạm hợp đồng không cơ bản hay chúng ta còn gọi đó là vi phạm nhẹ. Và loại chế tài thứ hai là loại chế tài dành cho những vi phạm nghiêm trọng mà chúng ta thường gọi đó là vi phạm nặng. Cụm chế tài thứ nhất bao gồm có ba loại chế tài đó là tiếp tục thực hiện hợp đồng, phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại. Thì đây là các chế tài áp dụng cho các vi phạm không cơ bản. À, còn các cái chế tài áp dụng cho những cái vi phạm nặng ví dụ như là tạm đình chỉ hợp đồng, đình chỉ hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng. Trong các chế tài này thì chế tài hủy bỏ hợp đồng là chế tài được coi là nặng nhất đối với các bên khi giao kết hợp đồng. Bởi vì khi hợp đồng đã bị hủy bỏ thì đó là hậu quả pháp lý mà bên vi phạm phải gánh chịu do hành vi vi phạm của mình. Và cái hủy bỏ hợp đồng đó nó cũng cũng tạo cơ hội để cho bên kia tức là bên bị vi phạm có cơ hội để làm lại hoặc là có cơ hội để giảm thiểu các rủi ro do hành vi vi phạm mà bên kia gây ra. Quay trở lại cái tình huống dẫn nhập ban đầu À, thì cái hợp đồng à, nhập khẩu à, hơn 1 triệu đô la Mỹ Cái thiết bị giàn lạnh lắp đặt cho bệnh viện quốc tế Và chúng tôi đã xét xử Thì à, kết quả ở đây Đó là do người bán có hành vi vi phạm Về cái điều khoản không đồng bộ trong hợp đồng Và vì vậy cho nên người mua đã không đạt được mục đích Theo quy định của khoản 13 điều 3 luật thương mại Việt Nam Và kết cục ở đây là hợp, hợp đồng đó sẽ bị hủy Và như vậy thì cái hậu quả pháp lý của hợp đồng bị hủy đó là gì bên bán sẽ phải buộc phải nhận lại cái thiết bị mà mình đã vi phạm cái tính đồng bộ à, và ngược lại thì bên mua cũng sẽ được nhận lại cái phần tiền à, trong hợp đồng mà họ đã ứng trước cho bên bán. Như vậy thì hệ quả pháp lý của một cái hợp đồng bị hủy đó là các bên hợp đồng sẽ không tiếp tục được thực hiện nữa và các bên phải phải hoàn lại cho nhau những gì đã nhận và những cái khoản mà không thể quy ra tức là không thể hoàn lại bằng vật chất thì có thể quy ra tiền mặt để hoàn trả lại cho nhau. Thì đó cũng là một trong những cái chế tài thường áp dụng Thông thường thì chúng tôi quan sát chúng tôi thấy rằng là các cái doanh nghiệp của Việt Nam thường áp dụng cái chế tài phạt vi phạm. Thì đây cũng là một cái chế tài mà thường có ở trong các cái nước theo hệ thống luật thành văn. Tức là hệ thống luật trong đó Việt Nam là một điển hình. Nhưng mà đối với các cái bạn hàng theo cái hệ thống luật khác ví dụ như hệ thống thông luật hay là luật Anh Mỹ thì thông thường người ta sẽ không đề cập tới cái điều khoản phạt này trong hợp đồng trừ phi các bên thỏa thuận như vậy là tôi vừa trình bày với à, quý vị à, và các bạn à, cái chuyên đề về các vi phạm thường gặp trong hợp đồng thương mại và chế tài xử lý đối với hợp đồng à, đây là một trong những cái à, chế định mà chúng tôi thường gặp trong thực tế à, nghiên cứu giảng dạy cũng như là xét xử tại trung tâm trọng tài quốc tế việt nam xin trân trọng cảm ơn